Ứng cử viên đảng bảo thủ Yoon Suk-yeol đã giành chiến thắng, được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc, đánh bại ứng cử viên cánh trung tả với số phiếu chênh lệch không đáng kể. Tôi cho rằng chiến thắng ngày hôm nay là chiến thắng của người dân hơn là chiến thắng của riêng tôi, của đảng Quyền lực Nhân dân hay của đảng Nhân dân cùng với lãnh đạo Hon Sen-soo. Đại diện của đảng Quyền lực Nhân dân hứa hẹn các chính sách đối ngoại mạnh dạn hơn sau cách tiếp cận ôn hòa mà Tổng thống mãn nhiệm Moon Jae-in đã theo đuổi trong 5 năm cầm quyền. Yoon Suk-yeol sẽ chính thức nhậm chức vào tháng 5 tới và ngay lập tức phải đối đầu với các hành động ngày càng hung hăng của Bình Nhưỡng, vốn đã thực hiện các vụ bắn tên lửa kỷ lục từ đầu năm nay. Tôi sẽ xây dựng lực lượng vũ trang hùng mạnh để ngăn chặn mọi hành động khiêu khích, bảo vệ an ninh và tài sản của người dân cũng như bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tôi sẽ nghiêm khắc đáp trả các hành động bất hợp pháp và phi lý của Bắc Triều Tiên, nhưng tôi sẽ luôn mở rộng cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng. Chiến thắng của Yoon Suk-yeol khiến nhiều người hy vọng vào các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và khủng hoảng bất động sản. Tuy nhiên, ông cũng phải đối mặt với các chỉ trích liên quan đến những tuyên bố phản đối việc bảo vệ nữ quyền và phủ nhận việc phân biệt đối xử với phụ nữ Hàn Quốc. Trong chương trình tranh cử, Tổng thống tân cử đã hứa bãi bỏ bộ bình đẳng nam nữ, mà một trong những nhiệm vụ là để chống bạo lực gia đình và nạn buôn người.